Tổng trưởng ký James đang yêu cầu mức phạt ít nhất là 250 triệu USD, cấm ông Trump và các con trai là Donald Jr. và Eric vĩnh viễn không được điều hành các hoạt động kinh doanh ở New York và cấm kinh doanh bất động sản thương mại kéo dài 5 năm đối với ông Trump và tập đoàn Trump Organization. Ông Trump bác bỏ cáo buộc cho rằng các cơ quan tư pháp New York có hành động can thiệp bầu cử và gọi phiên tòa là cuộc săn phù thủy mang mục đích chính trị. Cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông nợ rất ít và sở hữu khối tài sản cực lớn, khẳng định sẽ đấu tranh cho tên tuổi và danh tiếng của mình tại phiên tòa. Ông Trump hiện cũng đang phải đối mặt với một số rắc rối pháp lý khác khiến ông hao tiền tốn của. Ông cũng là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị buộc tội hình sự. Ông đã bị buộc tội hình sự ở Washington và nỗ lực hủy bỏ thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Ông bị buộc tội hình sự ở bang Georgia về các động thái nhằm đảo ngược kết quả bầu cử ở đó, bị buộc tội ở Florida về việc xử lý các tài liệu mật khi rời nhiệm sở và bị buộc tội ở New York về các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm. Ông Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và không nhận tội.